Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay ngày 4 tháng 11, Quốc hội dành cả ngày làm việc để thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và một số nội dung khác. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia thảo luận, góp ý, đề nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng phân cấp, phân quyền, làm rõ trách nhiệm gắn liền với kiểm soát quyền lực. Nhất trí cao với báo cáo kết quả kinh tế xã hội của Chính phủ, đại biểu Đào Hồng Vận khẳng định, với sự chỉ đạo định hướng sáng suốt đúng đắn của Trung ương Đảng, sự điều hành quyết liệt sát thực tiễn của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội và các cấp các ngành kinh tế xã hội, công tác đối ngoại an ninh quốc phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành, đời sống nhân dân được đảm bảo nâng cao và được bạn bè quốc tế tin tưởng và đánh giá rất cao. Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy chúng ta chưa tận dụng phát huy hết tiềm năng và lợi thế của mình. Nhiều lĩnh vực chưa đạt được mục tiêu đề ra, có những vấn đề tồn tại nhiều năm mà vẫn chưa được khắc phục. Nhiều việc còn đi chậm so với các nước trong khu vực. Nguyên nhân của những tồn tại trên được Chính phủ thẳng thắn chỉ ra và có giải pháp khắc phục. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đồng tình cao với các giải pháp Chính phủ đề ra, đồng thời đề nghị tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng phân cấp phân quyền, làm rõ trách nhiệm gắn liền với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm đạo đức công vụ. Tôi đề nghị tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng phân cấp phân quyền, làm rõ trách nhiệm và gắn liền với việc kiểm soát quyền lực và trách nhiệm công vụ. Chúng ta tăng cái phân cấp phân quyền vừa qua thì Chính phủ đã trình Quốc hội là một số dự thảo luật để tăng cái tính phân cấp phân quyền cho chính quyền các cấp. Tuy nhiên thì cái này chúng ta phải bằng các cái thể chế pháp luật thì chúng ta phải tăng cường công tác kiểm soát để làm sao mà triển khai công việc nó hanh thông thuận lợi. Tuy nhiên thì phải đi vào đúng quỹ đạo và đúng khuôn khổ pháp luật. Cùng với đó, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị tập trung đẩy mạnh đầu tư các dự án trọng điểm có tính chất đột phá, dẫn dắt, lan tỏa như chúng ta đang triển khai. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đẩy mạnh phát triển công nghệ cao nhằm tăng năng suất lao động, tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại để giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển và thu hút được các nguồn lực để phát triển xã hội, cùng với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.